Chương 133 dẫn sói vào nhà. Thế gian có một câu thành ngữ gọi là cho tàn lại cháy. Cô sợ cho nên cô chạy trốn vào đám đông. Lòng cô cần phải yên tĩnh trở lại, nhưng định không thể, cô không muốn tiếp nhận bất kỳ khảo nghiệm nào. Cô thân hình gầy yếu kéo hành lý gần như hoảng hốt chạy bừa trong mưa. Sự xuất hiện đột ngột của anh hoàn toàn nhiễu loạn lý trí cô. Ý tưởng duy nhất chính là trốn đi, không để anh tìm được. Nhưng lại chưa từng nghĩ kỹ muốn trốn tới nơi nào mới là nơi an toàn nhất. Ở trạm xe nhanh chóng mua vé xe trở về ô trấn, nắm chặt vé khi đợi xe. Với khẩn trương cô nhìn xung quanh, lo sợ anh đuổi theo lần nữa. Mà đến lúc lên xe rồi, không nhìn thấy bóng dáng của anh, cho lòng cô cuối cùng yên tĩnh. Một thân ướt nhẹp bước lên xe, đến lúc xuống xe quần áo khô một nửa. May mắn hơn cuối cùng mưa ngừng, sắc trời hơi u ám mà đêm tối từ từ kéo ra. Kéo dương hành lý của cô, đi trên đường cổ trấn, lòng cô căng thẳng cuối cùng buông lỏng. Thời gian năm đó ở cùng anh, ít khi nói đến người nhà và quê hương của mình, mà anh ở trong tâm tình như vậy cũng ít hỏi đến, vì vậy anh chỉ biết mình là người Hàng Châu, nên chắc không đến ô trấn. Nhà của cô bên bờ sông, người ngoài đều nói ô trấn ngày nay hơi thở buôn bán quá nồng, nhưng cô vẫn yêu cây cầu nhỏ như vậy, dòng nước và người nhà, nhất là đêm mưa bụi mù mịt thường xảy ra ở đây. In tỏa nước chảy, sương mù xung quanh mái hiên, giống như cô gái mặc sườn xám ngồi trước mỗi ngọn đèn. Mỗi cánh cửa lộ ra ánh sáng nhạt bên trong đều từng diễn một câu chuyện xưa tuyệt mỹ. Cuối cùng cũng đến, người phụ nữ ở trước cổng đưa cổ nhìn quanh, gần như lại thấy thêm phần tang thương. Hà Văn Lộ đứng nơi đó cách 3 mét, kiềm chế xong tâm tình của mình so với mưa bụi càng thê lương, tránh cho sẽ nhào vào trong lòng mẹ khóc lớn. Mà mẹ lướt mắt một cái thấy được cô, kích động la lớn: Lộ, bà bối của mẹ rốt cuộc về nhà. Mẹ à. Không thể nào ngăn, tình cảm cuộn trào dữ dội. Tất cả đau khổ uất ức ở bên ngoài chịu đựng đều ở trong cái ôm của mẹ, nháy mắt bộc phát. Cô ở trong lòng mẹ khóc như đứa bé. 4 năm không gặp, mẹ ôm cô, áy náy cũng đau lòng ở trong lòng lan tràn, đều rơi lệ đầy mặt. Nếu như không phải hôn nhân của mình thất bại, nếu như không phải mình không bản lĩnh, sao sẽ để hai đứa con gái ở bên ngoài bôn ba, tự mình kiếm học phí? Ngày nghỉ cũng không thể về nhà thăm một chút chứ. Ngay cả lễ mừng năm mới cũng chỉ có thể nghe giọng nói qua điện thoại. Bà bối, trở về là tốt, đừng khóc mà. Để mẹ xem chút nào, tại sao gầy vậy con? Mẹ đau lòng nâng mặt con gái, cái cằm hơi nhọn làm bà đau lòng không dứt. Mẹ à, con không sao, con đang giảm cân đấy ạ. Cô bé cưỡng cười, nước mắt chảy ra. Ngược lại là cô, một câu không dám nói khỏi miệng. Nhưng năm này mẹ giống như già thêm nhiều. Nửa đời trước của mẹ có thể nói là trải qua trong nước mắt. Trong trí nhớ lúc nhỏ của cô chỉ có sự tranh cãi của ba mẹ. Sau một lần cãi vã, không phải ba sập cửa đi thì là mẹ phải chịu quyền cước của ba. Mà bất luận là loại nào, cuối cùng đều là mẹ một mình khóc thút thít và càng cực khổ đi làm kiếm tiền hơn. Mẹ sống trong tình trạng này từ trước đến giờ đều có vẻ già hơn so với những bà mẹ có con cùng tuổi của mình. Sau đó lại gả cho Dượng, ngược lại không có hành hạ chi tinh thần. Nhìn thanh xuân đã đi qua, không thể nào quay lại được nữa. Hai mẹ con nhất thời say sưa, đứng ở cổng quan sát lẫn nhau, cùng nhau khóc một lúc lâu. Sau đó có người từ từ trong cửa đi ra. Hai người thật là muốn nói chuyện vào nhà trước. Lộ Lộ đi đường vất vả, lại còn bị mưa làm ướt cả người, không cho nó đi thay bộ quần áo nghỉ ngơi một chút được. Hạ Văn Lộ lúc này nhìn thấy Dượng, lau nước mắt cười hỏi: Ba. Ôi chào, mau vào nào. Dượng thư đại hưng đi ra ngoài xách hành lý cho cô. Mẹ Hạ Văn Lộ Chu Lan vừa cười vừa khóc: Xem tôi đây này, đúng là vui mừng đến hồ đồ. Lộ Lộ à, mau cùng vào với mẹ nào. Ngay lúc đó giọng nói khác vang lên: Ba mẹ, chào hai người. Người một nhà vô cùng kinh ngạc, tìm nơi phát ra giọng nói. Ở bên cạnh bọn họ, một người đàn ông ngồi xe lăn mỉm cười nhìn bọn họ. Một thời quần áo này cũng là sau khi bị ướt đẫm mới khô một nửa, tóc còn ướt, một bộ dạng nhếch nhác sau khi gặp mưa. Người đàn ông giúp hắn đẩy xe lăn phía sau cũng vậy, nhưng mặc dù thế không giấu được phong độ hiên ngang của hai người này. Thư Đại Hùng và Chu Lan không hiểu đây là xảy ra việc gì, đều đem ánh mắt nhìn Hà Vãn Lộ. Hà Vãn Lộ cả kinh che miệng, đây đúng là âm hồn bất tán. Anh rốt cuộc tại sao lại theo tới đây? Bản thân mình cả đường đi đều không phát hiện, hơn nữa anh mới vừa rồi gọi gì chứ? Ba mẹ à? Không sai, đây là phong cách của anh ta. Lần trước không phải có khuyến khích Y Thần gọi cô là mẹ sao? Hiện tại cô nên làm cái gì chứ? Trong đầu cô rối tinh rối mù, nhưng có người phản ứng nhanh hơn cô. Xe lăn rất nhanh đến bên người cô, một cánh tay của lấy eo cô, giọng nói ôn hòa lễ độ quanh vang lên: Ba mẹ à, con tên Tả Thần An,
là chồng sắp cưới của Lộ Lộ. Chúng con sắp kết hôn, lần này đặc biệt cùng nhau trở về thăm hai vị. Kết hôn? Từ Đại Hùng và Chu Lan mắt to trừng mắt nhỏ, tại sao chưa bao giờ nghe Lộ Lộ nhắc qua. Hai người lần nữa nhìn phía Hạ Vãn Lộ, lại thấy Tả Thần An cực kỳ dịu dàng, lấy tay vén sợi tóc dí trên mặt cô ra sau gáy, giọng nói cực kỳ trìu mến. Thật ra chưa từng thấy người con gái nào lớn như em mà ngốc nghếch như vậy. Hàng ái chạy phía trước, nếu không phải động tác xa lâm nhanh, em sắp để lạc anh, người què này rồi đấy. Buồn cười, có người bẻ cong sự thật thế này ư? Cô mới vừa mở miệng muốn nói chuyện, thế nhưng anh dịu dàng cười. Được rồi, anh biết em nóng lòng về nhà. Nói xong vô cùng áy náy với Thư Đại Hùng và Chu Lan. Ba mẹ à, Lộ Lộ ở Bắc Kinh mấy năm này luôn nói lo lắng cho hai người, muốn trở về thăm hai người. Đây đều là lỗi của con quá bận, cho nên không thể bớt chút thời gian của cô ấy trở về. Một mình cô ấy ra ngoài con không yên lòng, bởi đang dĩ kéo dài tới bây giờ, hy vọng ba mẹ đừng trách. Lời nói của anh cực kỳ tự nhiên, để biến hai tiếng ba mẹ gọi quá thuận miệng, giống như đã từng luyện. Hạ Văn Lộ mắt thấy Dượng và mẹ bị lời nói của anh ta lắc lư đến ngây người, không thể tiếp tục duy trì sự im lặng, hất tay anh ra, mặt lạnh đuổi anh. Anh có phải nhầm lẫn không đấy? À, một kết hôn với anh, người nào là ba mẹ của anh chứ? Anh từ đâu? Cút về chỗ đó cho tôi. Tả Thần An sắc mặt lúng túng cười với nhị lão. Thực sự xin lỗi ba mẹ, trên máy bay con chọc Lộ Lộ tức giận, cho nên một đường đang giận dỗi với con. Nói xong anh nói khép nép cầu khẩn cô. Được rồi đấy, trước mặt ba mẹ chừa chút mặt mũi cho anh đi. Cái người này một đường chút giận không đợi anh, giận đến bây giờ cũng được. Cố lắm đợi lát nữa để em phạt là được chứ gì. Anh thề anh thực sự chưa từng nhìn nữ tiếp viên hàng không. Đó chính là cô nhận ra anh, muốn anh ký tên cho cô ấy. Anh không phải là không ký giờ. Anh cứ vậy vừa nói vừa kéo tay cô. Được rồi chứ, người này. Lời nói này chẳng những vu oan cho cô là đang ghen tuông giận dỗi, còn cho anh cái cớ tại sao tìm đến tận cửa chậm mấy phút so với cô. Thật là độc ác. Cô đẩy anh cả giận. Liên quan gì đến nữ tiếp viên hàng không? Anh bớt nói nhảm đi, anh cút về Bắc Kinh đi. Lại nói nàng thực chỉ đẩy nhẹ một cái, nhưng anh ngay cả xe lăn lẫn người đều ngã trên mặt đất. Đây là diễn kịch cung đấu à? Rất có tâm kế, cũng quá cẩu huyết. Hơn nữa anh ta bày ra dáng vẻ đáng thương, mặt vô tội. Vậy không phải là chuyện nữ tiếp viên hàng không, có chuyện gì nữa chứ? Anh thực sự không nghĩ ra làm sai ở đâu. Lộ Lộ, anh không làm tốt chỗ nào? Em nói đi chứ, anh sửa không được ư? Là bữa ăn sáng nay không hợp khẩu vị, chưa nhận không thích. À đúng, nhận định chưa nhận không thích. Nếu không em sẽ không tức giận với anh. Anh quả thực lấy nhẫn. Thôi được rồi, em không thích chúng ta không cần nữa. Anh tùy tiện lùi về phía sau né một cái. Đối với Bắc Kinh em tự chọn, chọn cái lớn nhất được chứ. Tôi là người nông cạn như vậy đấy à? Ai cần chiếc nhẫn của anh? Tôi nói một lần nữa, anh cút về Bắc Kinh đi. Cô bật thốt lên. Cho tới bây giờ cô chưa từng tính toán những thứ đồ vật chất này. Anh ta dựa vào cái gì ở trước mặt ba mẹ cô bôi nhọ cô thành cô gái hư vinh như vậy? Nhưng vừa nói xong liền im miệng, cho lòng quả thực muốn nói tục. Từ chủ đề nữ tiếp viên hàng không đến việc cô nhiều lần đuổi anh về Bắc Kinh, rồi đến chiếc nhẫn lớn nhỏ, anh đã thành công trước mặt ba mẹ gây hiểu lầm như vậy. Cô quen biết anh, bọn họ thực sự là quan hệ người yêu. Bọn họ đã bước đến mua nhẫn thảo luận vấn đề cưới. Cô là đang tức giận, mà anh từ đầu đến cuối rất vô tội. Anh cưng chiều cô vô điều kiện. Cô trợn trắng mắt. Ba mẹ à, hãy nghe con nói. Thôi được rồi, muốn nói gì vào trong nhà nói. Lộ Lộ, đứa nhỏ này thật là không biết nặng nhẹ. Nói thế nào người ta cũng là khách đường xa, làm người ta ngã như vậy nhìn ra thể thống gì chứ. Chu Lan mỉm cười, giận trách mắng con gái, để chồng giúp Sa Lâm cùng đỡ Tả Thần An lên. Không phải vậy đâu ba mẹ à, người này với con thực sự không chút quan hệ nào đâu ạ. Con không biết anh ta. Cô gấp đến độ dậm chân, cảm giác mình lúc này về nhà có loại cảm giác dẫn sói vào nhà. Nhưng bây giờ có người tin lời cô. Chu Lan mỉm cười như cũ, chỉ xem là đang giận dỗi, thực sự không quen. Không quen mà biết, người ta là người từ Bắc Kinh tới, còn nói cái gì cút về Bắc Kinh cho tôi à? Trên 134, không có em thì không được. Tả Thần An, cái người này, lại lạnh trước sau như một, không thích để ý tới người khác. Ở kinh thành nổi danh ẩn sĩ thế ngoại, nhìn nếu anh thực sự muốn làm người nào vui vẻ, người đó không chống đỡ được sức quyến rũ của anh ta. Ví dụ như Thư Đại Hưng và Chu Lan. Lại nói, sau khi Thư Đại Hưng và Sa Lâm cùng nhau nâng anh vào cửa chính, anh liền hoàn toàn không coi bản thân là người ngoài, mở miệng tiếng ba, mở miệng tiếng mẹ, còn gọi ân cần hơn so với cô. Lúc đầu hai ông bà chưa quen, cũng có chỗ cố kỵ, thỉnh thoảng nhìn sắc mặt Hạ Vãn Lộ,
Sau đó khuôn mặt tươi cười một cái so với cái vui đến rực rỡ. Sau đây nữa, anh có bảo Sa Lâm mang quà tặng mà anh từ Bắc Kinh đến cho hai ông bà bày ra. Các loại đặc sản Bắc Kinh là thứ yếu, còn vừa giữ liều hơn so với Chu Lan, một tuyếp kem dưỡng da, tràn ngập tiếng Anh. Tạ Thần An chỉ giới thiệu qua loa, cái này chị nứt da hiệu quả cực kỳ tốt. Điều này cũng làm cho Hà Vãn Lộ lấy làm kinh ngạc. Châu Trí nhớ, hình như cô chỉ từng đề cập tới một lần, tay mẹ lúc trẻ làm việc quá liều mạng, mùa đông vừa đến thường xuyên bị nứt da. Hiện tại thời điểm mùa đông lạnh nhất hàng năm có phải đụng, có khi vết rách bị nứt da. Không nghĩ tới là anh nhớ kỹ như vậy. Ngoài ra anh mang cho Thư Đại Hùng hai cặp rượu ngon, một cặp Lafay, một cặp rượu nổi danh trong nước. Thư Đại Hùng vốn là người chuyên cất rượu, đối với loại rượu đều rất hứng thú. Lễ vật này thì đúng là chọn đúng. Lại nói lần đầu tiên Tạ Tần An mang lễ vật tới, cũng coi như tốn tâm tư. Bởi vì chưa được cô giới thiệu chính thức, cứ như vậy đường đổ tới. Nếu như lễ vật tặng quá quý giá, hai ông bà đoán chừng nói gì không chịu nhận. Những đồ vật như vậy mặc dù không tính đáng tiền, nhưng mỗi cái thể hiện tâm tư của anh. Hai ông bà không phải người có thế lực, quà tặng vừa ý là thể hiện tâm ý. Vì vậy có thể nhìn ra người đàn ông này là người dụng tâm, trong lòng ấn tượng với anh cũng rất tốt. Cô hoàn toàn rối loạn, vô dĩ từ trước đến nay chưa từng có tính toán cùng anh kết quả. Anh đột ngột như vậy trực tiếp chạy đến nhà cô, hơn nữa còn là thời điểm quan hệ với tiểu thần đang rối loạn. Bảo cô nói với ba mẹ thế nào chứ? Thừa dịp khi ba mẹ đều đi phòng bếp bưng thức ăn, cô lời lẽ nghiêm khắc. Tạ Thần An, anh có biết rốt cuộc anh đang làm gì không đấy? Anh nghiêm túc nhìn cô. Anh đương nhiên biết, cuộc đời này anh không có em thì không được. Thời gian cấp bách, cô không biết làm sao có thể đuổi anh ra khỏi nhà, chỉ biết gấp đến độ dậm chân. Tạ Thần An, anh bỏ qua cho tôi đi chứ. Dù 5 năm trước hay hiện tại, điều mà anh mang đến cho tôi chỉ có đau khổ thôi. Tôi thực sự mệt mỏi lắm. Anh có muốn tôi thế nào chứ? Nếu như chuyện mà em chỉ là Hạ Hiểu Thần. Lời của Tạ Thần An chưa dứt, ngoài cửa vang lên tiếng kêu gào liên tiếp. Chị về chưa? Tạ Thần An nuốt lời còn sót lại xuống, chỉ thấy cửa xuất hiện cậu thanh niên hơn 12 tuổi, dáng dấp không hề giống Hạ Vãn Lộ, nhưng cũng đẹp trai bức người. Mà cậu thanh niên vừa thấy Hạ Vãn Lộ liền đi lên ôm cô quay mấy vòng trong phòng. Hạ Vãn Lộ bị cậu xoay đến choáng váng đầu, cười đấm cậu. Thư Khai, em thả chị xuống, tiểu tử thối này, mau buông chị xuống đi, chị của em lớn tuổi rồi, chịu không được giày vò của em. Cái gì, chị em còn trẻ lắm. Thư Khai cười cười để Hạ Vãn Lộ xuống, đồng thời chú ý trong nhà có người khác. Chỉ là trong nháy mắt nhìn thấy Tạ Thần An ngây người tại chỗ. Xin chào, em tên là Tạ Thần An, là chồng sắp cưới của chị em. Anh lặp lại chiều cũ, chủ động đưa tay với Thư Khai. Hạ Vãn Lộ hết nói nổi, anh đây việc gì phải khổ vậy chứ. Từ trước đến nay Tả Tam Thiếu của thành Bắc Kinh đều khinh thường việc cầu người giúp đỡ, cần gì phải ở nơi này của cô ăn nói khép nép, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Mà Thư Khai phản ứng cũng quá lớn, mừng đến nhảy lên cao ba thước. Tạ Tân An, Tế Hạ ư, có thật không, là thật đấy ạ? À? À đúng, anh là Tế Hạ. Anh bừng thầm giống như lại thêm người ủng hộ. Thư Khai dường như chưa dám tin, ôm Hạ Vãn Lộ vừa cười vừa hỏi. Chị ơi, em mới vừa rồi không nghe lầm đấy chứ? Anh ấy nói anh ấy là Tế Hạ ư, là chồng sắp cưới của chị, là anh rể của em. Hạ Vãn Lộ bị cậu lắc đến đầu óc choáng váng. Một đoạn mơ hồ chỉ nghe giọng nói trả lời của Tạ Thần An. Đúng đấy, anh là Tế Hạ, là anh rể của em. Thư Khai hét ầm. Quá may mắn đấy, chị quá trâu bò. Ngay cả Tế Hạ cũng bị chị giải quyết. Em thực sự bội phục chị. Anh rể, anh là thần tượng của em, anh biết chứ hả? Em yêu âm nhạc, yêu đi phát điên lên. Chúng em có một ban nhạc. Thư Khai, lại nói tới ban nhạc của con. Người ta là khách đường xa đến, có hiểu lễ phép không hả? Thư Khai nói chưa dứt lời, liền bị Thư Đại Hưng cắt đứt. Thư Khai mặc kệ nhiều vậy, vô cùng vui vẻ giới thiệu với ba mẹ. Ba mẹ à, hai người biết anh rể là ai không? Là người nhạc sĩ tài ba trẻ tuổi nhất cả nước, của Ngưu Nhất Ích, thần tượng của con. Hạ Vãn Lộ hận không cầm được gậy đánh cho Thư Khai bất tỉnh. Thư Khai à, câm miệng đi, đừng có kêu lung tung nữa. Ai là anh rể của em chứ? Người cũng đã tới cửa, có không phải ư? Thư Khai sẽ tin à? Chỉ thấy cậu xoay người lại nắm bà vai chị. Chị à, chị đừng xấu hổ, nói thế nào cũng là người con gái gần 30, sớm một chút gả đi chứ. Tiếp tục nữa có thể trở thành hoa tàn ít bướm không ai muốn đâu. Ai gần em lo, tránh ra. Hạ Vãn Lộ hung hăng gõ trên đầu cậu một cái. Tạ Thần An khẽ mỉm cười, lập tức lấy lòng khoe mẽ. Yên tâm đi, cho dù chị em có già bao nhiêu anh đều muốn. Anh rể. Thư Khai khoa trương thét chói tai. Là em trai, em bội phục anh. Như làm người đàn ông, em đồng tình với anh.
Đôi lông mày Tạ Thần An nhíu lại. Lời này có ý gì? Thư Khai thương hại than thở. Chị em, người này bạo lực dữ dội bao nhiêu, chọc tới chị ấy không chết cũng bị lột da. Lúc còn nhỏ em không sợ ba, không sợ mẹ, sợ nhất chị em. Có một lần lén lén cầm 5 tệ của mẹ đi chơi trò chơi, bị chị ấy phát hiện, một đường chạy đuổi theo em, và từ hàng rào phía đông đuổi tới hàng rào phía tây. Ôi má ơi, em chạy kêu về, kêu cha gọi mẹ, cuối cùng bị chị đuổi kịp, dùng cái chổi quất một cái, 5 tệ đoạt trở về. Cho nên nói, chúc mừng anh rể, từ nay về sau lầm vào trong nước sôi lửa bỏng. Cô đồng tình liếc sang Tạ Thần An, giúp cuộc chú ý cái ghế Tạ Thần An ngồi không phải cái ghế nhà mình mà là xe lăn. Vì vậy hô to, nhìn 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 nhìn, đây không phải ư? Nhất định là chị em đánh anh rể. Tế hạ trong truyền thuyết là anh Tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, làm sao sẽ... Thư Khai, em im miệng cho chị. Cái này choáng rồi, rốt cuộc không phải em trai ruột chỉ ra điểm xấu của cô. Tạ Thần An cười ngay trước mặt Thư Khai và hai ông bà, nắm chặt tay cô. Chân của anh không phải chị em đánh, yên tâm đi, anh cũng không phải là tàn tật, chỉ là bạo lực mà em nói, anh từng lãnh giáo. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt 5 năm trước để lãnh giáo, những năm này người con gái lần đầu tiên gặp mặt dám cởi quần anh đúng là chỉ có mình cô. Nhớ lại chuyện cũ, anh cười chậm rãi từ từ nói, nhưng mà cũng không phải cô gái bình thường, nhưng anh thích. Trong quá trình anh nói chuyện, Hà Vãn Lộ một mực cố gắng rút tay ra khỏi tay anh. Anh cầm chết không thả. Cô nổi giận, trời vừa kéo một tiếng loảng xoảng làm bể ly trà. Thật xin lỗi, anh nhất thời không kiềm chế cảm xúc. Lần sau chú ý, nhất định không ở trước mặt ba mẹ cầm tay em. Tạ Thần An lập tức bày ra bộ dáng tiểu thụ, giống như sợ cô tức giận. Thực là phối hợp với lời Thư Khai mới nói. Anh xem đi. Thư Khai lắc đầu thở dài, một bộ biểu tình. Chị của em chính là vậy, còn làm như dạy anh. Anh rể ơi, phụ nữ thì phải dạy dỗ, không thể quá nuông chiều đâu ạ. Thư Khai, đủ rồi đấy. Hạ Văn Lộ thực sự nổi giận, hôm nay vốn dĩ tâm tình không tốt. Tạ Thần An lập tức dùng tay ra hiệu với Thư Khai, ý bảo cậu đừng nói. Không có việc gì đâu, anh chỉ là thích nuôi chiều cô ấy, thôi đừng nói nữa. Có chuyện của anh à? Tôi cùng người nhà của tôi nói chuyện, có chỗ cho anh nói chen vào ư? Hôm nay tất cả rối loạn, cô cũng rối loạn, trong trạng thái hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, nên nói thế nào. Lời nói của Hạ Vãn Lộ làm Chu Lan không hài lòng, cậu mày nói với con gái. Nhiều năm như vậy, tính khí này không thay đổi một chút à? Lời này như thế nào đây chứ? Cô nóng nảy dậm chân. Mẹ, anh ta căn bản... Mẹ à, có căn bản không để ý cô ấy như vậy. Thực sự cũng đừng nói nữa. Đến... Nếu đều trở về rồi, đều không ngồi xuống ăn cơm đi. Cả ngày hôm nay Lộ Lộ không ăn cái gì, nhất định cô ấy đói bụng ạ. Tạ Thần An vội vàng hòa giải, lại có ý tứ đổi khách làm chủ. Làm sao anh biết chính mình một ngày chưa ăn chứ? Hà Văn Lộ nghi ngờ nhìn anh. Chạy nhảy trên máy bay có người theo dõi. Ờ đúng đúng đúng, ăn cơm trước nào. Thức ăn này hâm qua một lần, nguội nữa không ngon đâu. Đại Tư Hùng thuận theo kêu mọi người, lại nói với Tạ Thần An, Tạ tiên sinh có thể uống rượu không, uống một chén. Ba gọi con là Thần An là được mà. Uống rượu ạ? Anh nhìn Hạ Vãn Lộ nhỏ giọng, cô ba uống một chút được chứ? Hạ Vãn Lộ chưa kịp mở miệng, Thư Khai kêu gào, em nói anh rể anh thực là không có tiền đồ. Một đại nam nhân uống ly rượu có phải xin phép chị em ư? Những cái xin phép hiển nhiên làm Thư Đại Hưng và Chu Lan hài lòng. Hà Vãn Lộ cảm thấy ánh mắt hai ông bà sắp đốt cháy cô, trong lòng hận vô cùng. Cái người này thực là quá biết đóng kịch, 100% học từ trường diễn xuất rồi. Cô tức giận trả lời một câu, chuyện liên quan gì tới tôi? Chương 135, không cho phép đem đứa bé ra nói giỡn. Anh nhoẻn miệng cười, trâu trong mắt nhảy lên một tia thắng lợi nho nhỏ. Đối chiều với mới vừa rồi trong đầu cô tái hiện, anh cùng ba uống một chén có thể chứ, liên quan gì tới em? Nói cách khác, cô đối với anh gọi Thư Đại Hùng là ba không có ý kiến. Nói nhiều nhất định nói sai. Cô không nhìn trong mắt của anh, đám lửa vui sướng nho nhỏ quyết định trầm mặc. Thư Đại Hùng liền lấy ra ba bạch cửu lâu năm mà mình thích nhất. Chu Lan thấy vậy vừa vàng nháy mắt nhỏ giọng, cái người này bình rượu thường như vậy mà dám lấy ra chiêu đãi khách à? Chỉ tiếp xúc ngắn ngủi nhưng Chu Lan cũng biết người đàn ông trước mắt này là bối cảnh tuyệt đối không tầm thường. Ở địa phương này rượu tự nấu là không lấy ra tiếp đãi được rồi. Tạ Thần An lớn lên trong một gia đình như vậy nên quan sát sắc mặt mà nói là việc anh am hiểu nhất. Lúc này anh cười, mặc dù bình thường không quá thích uống rượu nhưng danh tiếng của ba bài cửu vẫn có thể nghe thấy. Đã đến Ô Trấn có thể nào không nếm qua ba bài cửu chứ ạ? Ba mẹ à, có muốn nếm thử? Thư Đại Hưng vốn xuất thân là người chuyên cất rượu,
Trước kia mở xưởng rượu, hiện tại giờ đến Ô Trấn, cô tiếp tục mở một xưởng chuyên cất rượu nho nhỏ, cung cấp cho các nhà lân cận uống, cũng dán lên nhãn hiệu Ba Bạch Cửu bán cho du khách. Cả nhà cũng dựa vào thu nhập từ việc này mà sinh sống. Mà dù Ba Bạch Cửu do ông Trương cất cũng không bằng ai, cùng rượu quý do Tả Thần An mang tới không cách nào đánh đồng, nhưng Từ Đại Hưng lại không thích người khác xem thường rượu của ông, cho nên nghe được Tả Thần An nói như vậy rất vui, vội vàng rót đầy ly rượu của bốn người đàn ông trên bàn. Cuối cùng còn hỏi Hạ Vãn Lộ có muốn một ly không. Tự lượng của cô trong nhà ai cũng biết, nhưng cô chỉ là mãnh liệt cúi thấp đầu. Cô dùng bữa không lên tiếng, dù như là đồ ăn trên bàn với cô cửu oán. Từ Đại Hưng cũng liền thôi, ngược lại Tả Thần An đưa tay sờ sờ tóc cô, mong cô đừng ăn quá nhanh, sẽ không có ai tranh giành cùng cô. Cô giống như là không nghe thấy. Trong lúc đó, đàn ông có rượu, không khí sôi nổi, nhưng Hạ Vãn Lộ vẫn là trầm mặc. Cả quá trình ăn bữa tối, cô đều không nói thêm một câu. Vô luận anh có nói gì, cũng chỉ là mặt lạnh, cắm đầu cắm cổ, mở to miệng mà ăn. Mà anh cũng đang ở trước mặt ba mẹ cô, dùng hết khả năng lấy lòng. Hơn nữa, Sa Lâm cũng là cao thủ lăn lộ trong thương trường, ở một bên giúp đỡ. Làm sao Thư Đại Hưng cùng Chu Lan, hai người lớn tuổi bọn họ, chịu nổi lời ngon tiếng ngọt chứ? Nghe bọn anh nói chuyện thật là vui vẻ. Có một cái, Thư Khai thỉnh thoảng muốn ở trước mặt Tả Thần An biểu đạt tình cảm ngưỡng mộ của mình như là nước sông cuồn cuộn, đồng thời không quên khen ngợi ban nhạc rách của mình. Ba, cái gì gọi là ban nhạc rách chứ ạ? Cái đó được gọi là lý tưởng đấy ba. Ba không biết ạ? Ở trước mặt Thư Đại Hưng, Thư Khai một lần nữa cường điệu việc không được phép nói ban nhạc của anh là ban nhạc rách. Cũng năn nỉ Tả Thần An. Anh rể ơi, anh đi xem chúng em biểu diễn đi, đảm bảo không phải ban nhạc rách đâu, thật đấy ạ. Thư Đại Hưng nghe vậy lập tức nhíu lông mày. Tiểu tử thối, con hiểu chuyện một chút đi. Thần An thế nào có thể cùng con chạy lung tung. Hôn mê, Hạ Vãn Lộ thực muốn hôn mê, say vài ly rượu. Quả nhiên ba bắt đầu không còn e ngại gọi anh là Thần An. Thần An lại cười cười. Không sao đâu ba, con có thể đi. Con làm nghề này đối với các loại hình âm nhạc vốn cảm thấy hứng thú. Huống chi lại còn là của em trai. Trước kia không biết, hiện tại thế nào lại không quan tâm ạ? Anh rể, thực đúng là chị em khó gặp. Nghe câu nói của anh rể, sau này Thư Khai vì anh, sẵn sàng vào nước sôi lửa bỏng, dù khó khăn đến mấy, cũng không từ nan. Anh rể, chơi kính anh một ly. Hạ Vãn Lộ nhìn Thư Khai, chỉ kém, chỉ có quỳ xuống lại Tạ Thần An. Cho lòng cực kỳ phiền loạn, buông đôi đũa, có ăn nữa thì cũng không ăn trôi. Cho lòng nghĩ tới, bất luận như thế nào cũng muốn tìm cơ hội nói rõ quan hệ của cô với Tạ Thần An. Cứ để việc này kéo dài, cũng không phải là biện pháp, chỉ sợ cô cũng có thể bị anh đưa về Bắc Kinh. Không biết có phải là do cả ngày không ăn đồ uống gì hay không, hay là vì mắc mưa bị lạnh, mà cô mới vừa rồi cứ liên tục ăn đồ ăn như vậy, dạ dày có chút không thoải mái, khó chịu muốn ói. Lúc này Thư Khai rót cho cô thêm ly rượu, còn giơ ly nói với cô. Chị à, ba người chúng ta cùng nhau kính ba mẹ một ly. Chị cũng đã khoảng thời gian không có về, ba mẹ thực sự nhớ chị đấy. Thư Khai đã nói vậy, ngay cả dù lúc này cô cũng không muốn uống rượu, cũng không thể không nâng ly. Những năm này quả thực là cô không tận hiếu. Chỉ là liên quan gì tới anh chứ, tại sao muốn lôi anh vào? Liếc mắt nhìn xuống Tả Thần An tay bưng ly rượu, không khách khí chút nào nói. Chúng ta hai chị em mời ba mẹ là được, người ngoài không cần nhúng tay. Chị, Thư Khai khó mà nói cái gì. Tả Thần An biết điều, để cái ly xuống cười nói. Được rồi, anh không dính vào. Các người hai chị em chứ kính ba mẹ, sau đó tới lượt hai chúng ta kính ba mẹ là được. Còn có chuyện như thế à? Cô chuẩn bị uống hết ly này lên về phòng. Vì vậy cô cùng Thư Khai nâng ly, đối với Thư Đại Hưng cùng Chu Lan nói. Ba mẹ à, con gái mấy năm này bất hiếu, không ở bên chăm sóc hai người. Về sau, cô muốn nói về sau con không đi nữa, sẽ luôn luôn ở cùng ba mẹ. Vậy mà cô nói đến hai chữ về sau, có người chen miệng. Về sau con cùng Lộ Lộ, cùng nhau hiếu thuận ba mẹ. Chỉ cần ba mẹ nguyện ý, có thể theo chúng con đến Bắc Kinh. Như vậy chúng ta người một nhà sẽ không tách ra. Ai mượn anh nhiều chuyện như vậy chứ? Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, một hơi uống hết ly rượu. Cô vốn tử lượng không tệ, ba bài cửu này các bà không thể làm cô say. Như là tối qua uống thả cửa một đêm rượu mạnh, cuối cùng còn say trước ly rượu độc. Nên khi ly rượu vừa vào miệng, cô nhớ tới mùi vị của ly độc rượu kia. Hơn nữa mới vừa rồi cảm thấy dạ dày thực sự không thoải mái. Bị mùi rượu như vậy vừa xông thì cô thực sự muốn nói. Cô vội vàng che miệng hướng phòng vệ sinh chạy. Chu Lan thấy thế đi theo, đưa cho cô khăn lông và nước. Cô không để ý nhiều như vậy, ói ra toàn bộ thức ăn trong dạ dày mới cảm giác thoải mái một chút. Xúc miệng, dùng khăn lông mẹ đưa tới lau mặt, thở phào một cái. Không có lưu ý đến bên cạnh, ánh mắt mẹ nhìn cô tràn đầy hoài nghi. Lộ Lộ, không sao đấy chứ?
Chu Lan đi chăm chăm bụng của cô. Không có việc gì đâu ạ, có thể là do ăn quá nhiều đồ không sạch sẽ. Mẹ đừng lo lắng. Thôi vào đi, con đi nghỉ một lát ạ. Cô thì ánh mắt mẹ khác thường, cho là mẹ lo lắng, cố nặn ra vẻ tươi cười. Ờ, đi đi. Chu Lan theo bản năng nắm cánh tay con gái. Hai mẹ con vừa vào phòng ăn, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tả Thần An đứng chờ. Thấy cô ra ngoài vội hỏi, Lộ Lộ à, thế nào? Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút nhé. Cô không để ý đến anh, trực tiếp đi tới gian phòng của cô. Anh nóng nảy kéo tay cô. Lộ Lộ, chuyện như vậy không thể tùy hứng, đi với anh tới bệnh viện. Anh buông ra đi, tôi không sao. Cô vẫn làm vẻ mặt lạnh lùng. Lộ Lộ, em tức giận, em có thể đánh mắng anh, nhưng không thể mang đứa bé ra đùa giỡn. Giọng nói quay nghiêm nghị. Đầu cô vang oanh lên một tiếng, nhất thời đỏ bừng mặt. Cậu ý tứ gì chứ? Đây không phải là ở trước mặt người nhà của cô hùng hồn tuyên bố cô với anh từ lên giường với nhau à? Anh nói bậy cái gì đấy? Đối mặt ánh mắt khác thường của người nhà, cô mắc cỡ không ngóc đầu lên được, hận không tìm được cái lỗ để chui vào. Anh như cũ lôi kéo tay cô, giọng nói trở nên mềm mại. Được rồi, nghe lời đi bệnh viện kiểm tra một lần được chứ? Chu Lan, cô cảm thấy chuyện không thể qua loa, tôi nói với cô. Lộ Lộ, nếu như là vậy, vậy hay là đi bệnh viện kiểm tra chút đi con. Sẽ không có đứa bé, làm sao có thể có đứa bé chứ? Chuyện như vậy, tự con không biết à? Có thể đừng giống như bức cung cô như vậy được không chứ? Cô sắp điên rồi. Chính em biết cái gì chứ? Có hay không thì phải đi bệnh viện kiểm tra. Coi như không có, cô phải kiểm tra xem tại sao lại ói. Anh khôi phục dáng vẻ ông chủ, tại thời điểm ra mệnh lệnh không cho phép bất luận ai làm trái. Mà ở trong chuyện này, người nhà cùng anh đứng một bên, bất kể như thế nào cũng muốn cô đi bệnh viện kiểm tra một lần. Không có biện pháp, nếu như cô không chịu đi như lời nói, đoán chừng cuối cùng sẽ bị khiêng tới bệnh viện mất thôi. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, kéo cánh tay mẹ ra cửa. Đi tới bên lề đường, Sa Lâm liền nói, tôi đi lái xe lại đây. Lúc này Hà Văn Lộ chú ý, chiếc xe ở ven đường, giống như trên đường cô ngồi xe buýt từ Hàng Châu đến Ô Trấn. Quả thực có chiếc xe này dường như không xa không gần lái bên cạnh xe buýt. Nhìn là chiếc xe này quá bình thường, hơn nữa còn là treo giấy phép lái xe Hàng Châu, cho nên cho tới bây giờ cô không nghĩ đó chính là anh. Thực là đần chết, anh ở Hàng Châu phòng ốc đều có, huống chi chỉ là một chiếc xe. Đến bệnh viện kiểm tra, kết quả dĩ nhiên cô không mang thai, đây đều nằm trong dự liệu của cô. Bác sĩ nói do cô bị lạnh, uống một ít thuốc, muốn cô trong lúc uống thuốc không nên uống rượu, chỉ có như vậy thôi. Lúc bác sĩ tuyên bố cô không mang thai, cô thấy trong mắt anh chính là thất vọng, rất sâu đậm thất vọng. Ánh mắt thất vọng này như lửa hồng in dấu vết, rơi sâu vào lòng cô. Thất vọng là anh, đau cũng là cô. Một khắc kia cô rất muốn khóc, muốn ôm mẹ khóc lớn, thậm chí muốn ôm anh khóc. Nhưng là cô không thể. Duy nhất có thể làm chỉ là ngẩng đầu, nuốt toàn bộ nước mắt vào trong bụng. Vì đến nhà cô vừa xấu hổ vừa giận anh, không biết như thế nào nhìn mặt mọi người, lại càng không biết nên làm thế nào để giải quyết trường hợp hỗn loạn này. Ném xuống một câu còn muốn đi nghỉ ngơi, sau đó một đường đi thẳng phòng của mình. Chương 136, heo con được hạnh phúc. Nằm ở trên giường làm thế nào không cách nào ngủ được. Ngoài cửa sổ trời bắt đầu đổ mưa tí tách. Vào đêm giang nam, đứng bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi, đây là một việc vô cùng tốt đẹp. Nhìn trời càng mưa lớn, từng giọt mưa rơi đánh vào mái hiên, đánh vào mặt sông, đồng thời đánh vào lòng cô, làm tâm tình cô loạn như là mớ bòng bong. Dứt khoát rời giường, đẩy ra cửa sổ bằng gỗ, gió sông mang theo hơi lạnh của mưa đập vào mặt. Trên mặt như bị bao phủ bởi tầng nước mưa, làm cả khuôn mặt mát lạnh, trong đầu dường như thanh tỉnh không ít. Không biết người trong nhà cùng anh đang làm gì nữa, chẳng nhẽ anh ngủ ở chỗ này à? Việc này giống như là dẫn sói vào nhà. Trong tư tưởng cảm thấy rốt cuộc không cách nào an tâm, cô mở cửa đi ra ngoài, lại thấy năm người kia đều vây quanh bên cạnh máy tính xách tay của Tả Thần An, không biết đang nhìn cái gì, say sưa chăm chú. Thư Khai còn không ngừng tấm tắc khen ngợi. Cô lặng lẽ đến gần thì ra bọn họ đang xem ảnh cưới của cô và Tả Thần An. Thư Khai còn không biết sống chết mà đánh giá. Này, đây thực là chị gái đấy à? Xinh đẹp như vậy ư? Thế nào bình thường không nhìn ra nhỉ? Làm sao không nhìn ra, Lộ Lộ và mẹ lúc còn trẻ dáng dấp giống nhau, từ nhỏ hàng xóm đều nói là một mỹ nhân đấy. Chu Lan đắc ý chọc cho Thư Đại Hưng cười. Vốn chỉ là vậy mà. Chu Lan bất mãn tiếng cười của chồng, cau mày cường điệu. Mẹ, bây giờ mẹ cũng rất xinh đẹp. Thư Khai không bỏ lỡ cơ hội lấy lòng mẹ, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi chế nhạo chị hai thế nào. Hạ Vãn Lộ chỉ kém tìm cái lỗ chui xuống cho rồi. Xong rồi, cô hoàn toàn xong.
Anh cứ nhìn mà cả ảnh cưới đến. Đây không phải là bằng chứng vững chắc hướng đến một nhà cô công khai. Quả thực bọn họ đang bàn về chuyện xin cưới. Một lần sải chân hận nghìn đời. Đời này việc cô làm sai lầm nhất cũng chính là cùng anh đi chụp ảnh cưới. Ai đây là cái gì? Thư Khai chỉ vào màn hình vi tính, sau đó cười. Heo con, đúng là heo con. Cái gì chứ? Cô nhón chân nhìn kỹ, hoàn toàn choáng váng. Đó là ngày thường lúc anh nhàm chán hay dùng máy ảnh chụp lại cuộc sống của cô ở Vân Hồ, ghép thành đoạn phim. Thỉnh thoảng có cảnh cô xuống bếp giơ cái xẻng muốn đánh anh. Có khi cô ở ban công tưới hoa. Có lúc là cảnh hai người ôm nhau tựa vào ghế salon xem tivi tự sướng. Thậm chí còn có dáng vẻ của cô lúc ngủ. Ghê tởm hơn chính là anh cứ nhiên lấy hình cô ngủ say ghép vào mũi heo con trên mũi của cô. Hồi nữa đoạn phim vào lúc này dừng hình ảnh. Đoạn phim gọi là Cuộc sống hạnh phúc của heo con. Anh rể, đây là nhà của hai người ở Bắc Kinh ư? Thư Khai còn nhỏ, lúc hỏi ánh mắt chứa đầy hâm mộ. Ừ, đúng thế, nhà của anh và Lộ Lộ. Lần sau em đến Bắc Kinh có thể tới nơi này ở. Tạ Thần An rất có phong thái anh rể. Cô cảm thấy có thể tự đào hố chôn mình rồi. Những thứ này tỏ rõ cái gì chứ? Chứng minh cô và anh ở chung. Cô còn có mặt mũi trước mặt ba mẹ, có chỗ đứng nữa ư? Loại tình huống này cô không biết nên ứng phó thế nào nữa. Cô ho khan một tiếng. Mọi người rốt cuộc phát hiện sự tồn tại của cô, toàn bộ quay đầu lại. Tạ Thần An lên tiếng trước tiên, đưa máy tính xách tay cho Sa Lâm bên cạnh, đưa tay tới nắm bàn tay cô. Thức dậy làm gì chứ? Không phải muốn nghỉ ngơi ư? Cô mà nghỉ ngơi nữa không đi xuống, không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu như không phải ở trước mặt ba mẹ, cô thực sẽ xông lên đập nát máy tính xách tay của anh. Anh dịu dàng như cũ. Nếu đã vậy, vậy uống thuốc đi. Chu Lan vội vàng rót ly nước ấm. Tạ Thần An đưa tay nhận lấy nhẹ giọng. Mẹ à, cảm ơn mẹ. Gương mặt dịu dàng săn sóc kia, bất luận ai nhìn vào cũng sẽ lộ vẻ ngưỡng mộ. Thư Khai thẳng thắn. Anh rể, anh quá quan tâm chị rồi đấy. Phụ nữ nếu mà chiều quá sẽ nhảy lên đầu lên cổ anh. Thư Khai, chị và em là kẻ thù đấy à? Em trai này có phải não bị chập mạch rồi không? Có khuyến khích người ngoài dạy dỗ chị của mình. Thư Khai cười. Em nói giỡn thôi, đừng nóng giận. Đừng nóng giận mà chị. Tạ Tần An cười khẽ. Chiều chuộng cũng là một loại hạnh phúc. Thư Khai, sau này nếu em gặp phải một người giống như chị em sẽ biết. Chị em đáng giá để anh nuông chiều. Cô xì mũi coi thường. Không nên dùng lời ngon tiếng ngọt này tới dụ dỗ người nhà cô. Làm bộ. Anh thời điểm chiều chuộng như nữ minh tinh kia cũng như vậy à? Có hiểu thần cũng là dịu dàng như thế ư? Nhớ tới những thứ này cho lòng cô hoảng sợ, tức giận nói. Tạ tiên sinh, sắc trời không còn sớm nữa. Anh nếu không trở về Hàng Châu sợ không kịp đâu. Thử Đại Hưng kỳ quái hỏi. Thần An trễ thế này có phải chạy về Hàng Châu ư? Hà Vãn Lộ thấy ba có tính toán giữ anh, vội nói. Đúng thế đấy ba, anh ta có khu nhà cao cấp ở Hàng Châu. Anh ta người này có bệnh tích sạch sẽ, ở địa phương nhỏ của chúng ta chỉ có phòng cũ, sợ làm ảnh hưởng tới tấm thân cao quý của Tạ Tam Thiếu. Thư Đại Hùng có chút hơi say, cô không suy nghĩ trong này quan hệ không bình thường, chỉ mơ mơ màng màng nói. Ba xem, Thần An không phải loại người như thế. Tạ Thần An cười khổ. Ba, Lộ Lộ vẫn đang giận con, cố ý không quan tâm con ạ. Thư Đại Hùng cười. Ba đã nói rồi, mưa lớn như vậy về Hàng Châu cũng không an toàn, đứa nhỏ này thực không hiểu chuyện. Thần An, con đừng để ở trong lòng nhá. Tạ Thần An mỉm cười nhìn cô một cái. Ba, làm sao con để trong lòng chứ ạ? Cũng do con quá nương chiều cô ấy mà ra. Con thích chính là tính tình thẳng thắn của cô ấy như vậy. Đầu năm nay cô gái như thế hiếm gặp. Thôi được rồi, tới đây uống thuốc nào. Một câu này chính là nói với cô. Cô hai mắt nhìn nơi khác, ngụ ý chính là anh mà không đi cô liền không uống thuốc. Cuối cùng anh thỏa hiệp. Thôi được rồi, chỉ cần em vui vẻ. Em uống thuốc thì anh liền rời đi được chứ. Lúc này cô đi tới, từ trong tay anh đoạt lấy thuốc cùng nước, một ngụm liền nuốt vào. Sau đấy để cái ly xuống mở cửa ra, cũng không muốn nói lời nói, ý bảo anh đi. Cửa vừa mở ra, mưa tạt thẳng vào trong nhà. Cô đứng thẳng tắp ở trước cửa, không có thay đổi quyết tâm muốn đuổi anh đi. Sao mặt anh bỗng chốc khó coi, sau đấy khẽ thở dài. Đối với Thư Đại Hưng, cụ Chu La nói. Vậy, ba mẹ à, con tới khách sạn trước đây ạ, ngày mai con tới. Chu Lan thấy vậy, đẩy Hạ Vãn Lộ ra, rồi vội vàng đóng cửa. Thôi được rồi, đừng làm rộn nữa. Mưa lớn thế đi ra ngoài, chẳng khác nào mới có một người vừa khỏi bệnh, lại muốn một người nữa mắc bệnh. Như vậy đi, nhà chúng ta cũng nhỏ, chỉ cần Tạ tiên sinh không ngại, liền cùng với Sa tiên sinh ở phòng của Thư Khai đi. Mẹ à, cảm ơn mẹ. Vậy Thư Khai ở đâu ạ? Tạ Thần An lập tức không từ chối đáp ứng. Em á, không cần lo lắng cho em là người thích ngủ muộn, sau đó có phải đi ra ngoài ca hát. Không chừng hát cả một đêm, thuận tiện có phải tới nhà mấy đứa bạn.
Đúng lúc em muốn nói với bọn họ chuyện Tế Hạ muốn tới xem chúng em biểu diễn, để bọn họ chuẩn bị thật tốt ạ. Thần tượng ở gian phòng của mình ngược lại Thư Khai rất là vui vẻ. Hạ Vãn Lộ không nói cái gì nữa, vì tối nay có đuổi anh cũng không đi. Thực may là mẹ còn hiểu, không sắp xếp anh cùng cô ở chung một phòng, nếu không cô sắp điên mất. Vì vậy xoay người, mặt lạnh trở về phòng, bỏ một lòng phiền phức lại, thật để cho cô phải suy nghĩ thấu đáo. Thôi thì tất cả còn lại đợi ngày mai hãy nói. Ngày mai. Cô lần nữa nằm xuống, cũng không lâu lắm, Chu Lan tới gõ cửa. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, Hạ Vãn Lộ cúi đầu không biết nên nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Chu Lan hỏi trước. Lộ Lộ này, con cùng Tả tiên sinh kia, đến cùng là có chuyện gì xảy ra thế? Chú con thực sự không có gì đâu ạ. Không phải anh ta đã nói cái gì chứ ạ? Chu Lan hỏi tiếp. Chẳng nhẽ anh cưới là giả ư? Con cùng cậu ấy ở chung một nhà là giả? Cậu ta vì con mà bị thương ở đôi chân cũng là giả ư? Mẹ, con... Cô thực không biết nên nói thế nào. Mẹ nói mỗi một cái đều là thật. Như là cô có thể nói mọi chuyện xảy ra trước kia cho mẹ ư? Không thể nói như vậy, mẹ sẽ thương tâm đến chết mất. Con gái à, Tả tên riêng đó thực không đơn giản đi. Không phải là một người có gia thế tầm thường. Phải, nhà anh ấy ở thành phố Bắc Kinh rất có tiếng tăm ạ. Chu Lan liền có chút tức giận. Lộ Lộ, chẳng nhẽ con cũng học những cô gái không nên thân kia, bán tuổi thanh xuân của mình. Mẹ không có, con không có. Cô vội vàng giải thích, chỉ sợ mẹ tức giận huyết áp tăng cao. Chu Lan lại suy nghĩ, nhìn cũng không giống. Ngược lại cậu ấy thực lòng muốn kết hôn với con. Con gái, con nói thật cho mẹ, các con không giống như đôi tình nhân giận dỗi đơn giản như vậy. Mặc dù tính tình con nóng này, nhưng cũng không phải là cô gái tùy hứng. Hai người các con rõ ràng là cậu ấy theo đuổi chặt chẽ, con chỉ muốn trốn. Nói thật cho mẹ, con rốt cuộc nghĩ cái gì? Nếu như nói con không thích cậu ấy, sao để cùng ấy đi chụp hình cưới với con? Như thế nào lại cùng cậu ấy ở chung? Nước mắt Hạ Vãn Lộ liên tục rơi xuống, tận lực lấy cớ thuyết phục mẹ. Mẹ à, cậu sai đâu, con thích anh ấy. Nhưng ra thế anh ấy như vậy thực không phải thích hợp chúng ta trèo cao. Đừng nói con gả cho anh ấy phải trải qua cuộc sống tràn đầy gò bó, còn bị ghét bỏ. Lại nói chữ gả này thì không dễ dàng. Gia đình anh ấy đã sớm cho anh ấy đính hôn một cô gái môn đăng hộ đối. Chu Lan hơi nhíu lông mày suy tư. Vậy ư? Nhưng mẹ nhìn thấy cậu ấy đối với con ngược lại nghiêm túc đấy, cũng đối với con thực sự tốt mà. Chương 137, mật mã tình yêu. Mẹ, những chuyện này con đều biết. Bây giờ con không còn là cô gái non nớt, luôn tôn sùng tình yêu nữa. Tất nhiên anh ấy đối tốt với con. Nhưng nói đến chuyện kết hôn đâu chỉ một chữ khó khăn mà có thể hình dung. Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài yêu nhau không sâu đậm mà, cũng không phải là hóa thành uyên ương hồ điệp. Hiện tại mặc dù không còn là xã hội phong kiến, nhưng nhà hào môn luôn có tư tưởng môn đăng hộ đối, thâm căn cố đế. Con không muốn cho nhau đau khổ, cho nên mẹ, con với anh ấy thực sự đã chia tay. Môn đăng hộ đối, đây là cái cớ duy nhất cô có thể nói với mẹ. Những lý do chân chính bao gồm chuyện của Hiểu Thần đều không thể nói cho mẹ biết. Nếu vậy con cần gì phải... Con gái nói cũng có lý, thế nhưng nói như vậy con gái có phải chịu thiệt quá không? Hạ Vãn Lộ rưng rưng nhìn mẹ mỉm cười. Mẹ à, thực ra con và anh ấy quen biết nhau 5 năm. 5 năm trước con còn là một cô gái trẻ, đối với chuyện tình yêu tràn đầy ước mơ khát vọng, cho nên mới phạm sai lầm không thể tha thứ. Nhưng biết sai lên sửa là một đứa con ngoan phải không mẹ? Mẹ, mẹ vẫn tha thứ bao dung con có đủ không ạ? Chu Lan khẽ thở dài, nhìn ra được con gái mà mang thương đau trở về. Nhưng mà trách cứ vô dụng. Còn nữa bà làm mẹ càng đau lòng hơn, vì thế kéo con gái trong ngực vuốt ve tóc cô. Đứa con ngốc nghếch này, dĩ nhiên mẹ vĩnh viễn luôn chào đón con quay về. Về sau không cần đi đâu nữa, ở nhà đi, mẹ thương không bao giờ phải chịu uất ức nữa. Hạ Vãn Lộ cười vâng một tiếng. Cô nghe hơi thở quen thuộc trên người mẹ, kích động mãnh liệt muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Ghi cử lên nhất định phải kiên cường, không thể để cho mẹ vì mình chịu khổ được. Cô thầm nhủ với lòng. Trong thế giới của cô cho tới bây giờ đều lấy hai chữ kiên cường mà chống đỡ. Khi còn nhỏ, ba thèm rượu như mạng, lấy nước mắt của mẹ để rửa mặt. Làm chị cả như cô đều tự nói với mình phải kiên cường, phải giúp mẹ chống đỡ lấy cái nhà này. 12 tuổi ba mẹ ly hôn, đối với người ba mới, cô thản nhiên đón nhận, bởi vì nơi đây mẹ sẽ thực hạnh phúc. Rồi sau đấy, cô thầm lặng gánh chịu trách nhiệm chăm sóc em gái nhiều hơn so với mẹ. 21 tuổi ở Bắc Kinh gặp gỡ anh, cùng anh lạc quan và kiên cường để cảm hóa đến anh, đưa anh đi từ nơi tối tăm ra nơi của ánh sáng mặt trời. Cuộc sống khi rời khỏi anh là khoảng thời gian gian nan nhất của cô.
Nhưng cô kiên cường cố gắng vượt qua. Hơn nữa dường như là trùng với khoảng thời gian đưa Hiểu Thần đến Bắc Kinh. Cùng cố gắng của mình chăm lo cho Hiểu Thần học xong đại học. Chỉ là đối với một người phụ nữ mà nói, kiên cường thực sự là chuyện rất vất vả. Cô những tưởng rằng về đến nhà là có thể buông xuống tất cả, có thể thả lỏng tinh thần hưởng thụ, an tĩnh, bình lặng. Nhưng thật ra cô vẫn phải tiếp tục kiên cường chống chọi, bởi vì cô là Hạ Vãn Lộ, phải gánh vác tất cả trách nhiệm của Hạ Vãn Lộ. Những trách nhiệm này bao gồm phải làm cho thành viên trong gia đình yên vui hạnh phúc. Cho nên bất kể ở trước mặt cô, ai cũng không tỏ ra yếu đuối mà khóc lóc, tận lòng mang thiệt thòi vào mình. Lộ Lộ, vậy cậu ta nên làm sao đây? Người ta từ Bắc Kinh xa xôi, chúng ta là người lớn, chung quy không thể giống như con, càn quấy đuổi cậu ta đi. Chu Lan ôm con gái suy tư. Như vậy đi, coi cậu ta như vị khách bình thường, người bạn bình thường của con. Chúng ta làm người bản địa tận trách. Như thế là được, con cứ nói vậy đi. Dạ, tùy mọi người thôi ạ. Dù sao, cô sẽ không để ý đến anh nữa. Ờ, cứ làm thế đi. Chu Lan vỗ vỗ vai con khẽ mỉm cười. Thực ra thì làm sao có thể không nhận hai đứa vẫn còn tình cảm sâu đậm chứ. Cô gái nói không muốn bước chân vào hào môn để rối rắm, bà tán thành. Nhưng Tả Thần An cố chấp, bà dĩ nhiên cũng không hy vọng con gái chịu uất ức. Nhưng không muốn người trong nhà hào môn vọng tộc coi thường con gái. Nhưng những chuyện như vậy, có muốn tùy duyên, cũng không ai biết được ngày mai sẽ ra chuyện gì. Là bậc cha mẹ không thể quá tuyệt tình, mọi việc phải trở lại đường lui. Uống thuốc ngủ một giấc đi, sáng mai muốn ăn cái gì mẹ nấu cho con. Bà buông con gái, cố ép cô lên giường ngủ. Gì cũng được ạ, chỉ cần mẹ làm thì đều ngon hết ạ. Cô cong cong khóe môi, nở ra nụ cười ngọt ngào. Dẻo miệng quá. Chu Lan véo mặt con, cưng nựng mà cười. Mẹ đi ra ngoài, có chuyện gì nói với mẹ nhá. Dạ vâng. Cô mở miệng ấp úng đáp. Cả đêm mưa như chút nước, cô ở trong tiếng mưa mà ngủ, lan qua lộn lại không có cách nào ngủ yên giấc. Để tí tách dường như là réo rắt không ngừng vào trong mộng. Không biết ngủ bao lâu, ngoài tiếng mưa còn có tạp âm khác. Hình như có người gõ cửa. Ai đấy? Cô mơ mơ hồ hồ hỏi một tiếng, không ai trả lời. Cô xoay người tiếp tục ngủ, vừa nhắm mắt, tiếng động kia chuyển tới, có tiết tấu, có nặng, có nhẹ. Cô bỗng nhiên tỉnh táo, đây là cái gì chứ? Cô cẩn thận phân tích tiếng động, chuyện cũ lần nữa hiện lên trong tâm trí. 5 năm trước, chăm sóc anh ở phòng cũ tại đại viện, để tiện chăm sóc anh, cô ngủ ở phòng cách vách với anh. Rồi buổi tối anh muốn gặp cô, sẽ gõ vách tường như vậy, thậm chí anh còn nói cho cô biết mật mã. Nặng, nhẹ nhẹ là anh yêu em, nặng nặng nhẹ là anh nhớ em, nhẹ 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 là muốn hôn em, nặng 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 là xin lỗi em. Có 4 tiếng gõ, nặng 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 là vĩnh viễn yêu em, nặng nặng nhẹ nhẹ là heo con đừng ngủ, nhẹ nhẹ nặng nặng là qua đây nhanh lên. Có nặng nhẹ nhẹ nhẹ, nặng nhẹ nặng nặng cùng với gõ 2 tiếng nặng nhẹ và nặng nhẹ có những ý nghĩa khác nhau. Khi đó anh lãng mạn nói là đây chính là mật mã tình yêu. Khi đấy anh bá đạo mà nói, bất kỳ khi nào anh gõ mật mã tình yêu, cô đều phải lập tức trả lời ngay tức khắc. Khi anh thương cảm mà nói, vì nếu như cô không trả lời, anh sẽ sợ hãi, sợ cô không cần anh nữa. Khi đó anh rất tự ti, cho nên mới thương tiếc anh, yêu thương anh, thậm chí xem anh như bảo bối kiêu ngạo. Bất cứ lúc nào, chỉ cần anh gõ mật mã tình yêu, dù cô đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, sau đấy mơ mơ hồ hồ, gõ lên vách tường lung tung để đáp lại. Chuyện này thế nhưng tại sao thầy phản xạ có điều kiện làm cô đến 5 tháng sau đó vẫn có hậu di chứng. Buổi tối đi ngủ chỉ cần có tiếng cốc cốc cốc, cô lập tức giật mình tỉnh lại. Dĩ nhiên vô số đêm tỉnh giấc rồi thất vọng, cô dần hiểu rằng dần dần quên lãng, tình yêu không còn sao còn mật mã chứ. Thì ra những trò chơi trong đêm tối kia cách 5 năm sau vẫn còn nhớ như vậy. Cô im lặng, là anh đang nói heo con đừng ngủ. Anh yêu em, anh nhớ em, xin lỗi em, vĩnh viễn yêu em. Nước mắt cô như mưa ngoài cửa sổ kia ào ào rơi xuống. Cô ra sức lau đi nước mắt trên mặt, ngã vào gối ngủ. Cô không để ý mật mã này nữa, lấy chăn che kín đầu. Mật mã này hòa cùng tiếng mưa trở thành mảnh mơ hồ. Một đêm này giống như hỗn độn mà trôi qua. Khi trời tờ mờ sáng mới buông xuống chuyện này, đến lúc Hạ Vãn Lộ rời giường, ánh dương đầy trời. Đi ra khỏi phòng rửa mặt, phát hiện tất cả mọi người dậy hết, ngay cả Thư Kha đã trở về. Cùng với Tạ Thần An nói chuyện hào hứng quên trời quên đất. Thấy cô đi ra ngoài, nó gào thét với cô. Chị, heo con lười, rốt cuộc đã dậy, cũng gần trưa luôn rồi đấy. Trên mặt Tạ Thần An cười nhánh mặt trời tỏa nắng, phát quang khắp nơi.
Cô mặt lạnh như tiền, giả vờ cái gì cũng không nghe thấy, đi qua bên cạnh bọn họ. Mẹ sớm làm các món bản địa cô từng thích ăn, làm thành điểm tâm sáng. Những món này mặc dù ở Bắc Kinh cũng có ăn, nhưng không biết tại sao ăn vào miệng có cảm giác như đang thiếu chút vị nào đấy, giống như ở quê nhà. Cho nên buổi sáng khi nhìn những thứ này, khẩu vị cũng tốt hơn. Thư Khai nóng ruột chờ đợi cô ăn điểm tâm sáng. Đợi cô ăn xong, ngay lập tức kéo tay cô. Mau lên, chị thực giống heo đấy, ăn nhiều vậy, đi mau đi mau. Đi đâu chứ? Nếu cùng Tạ Thần An đi xem ban nhạc rách nát, cô thực không hứng thú. Đi xem ban nhạc của em biểu diễn. Quả nhiên, cô hất tay Thư Khai. Chị không đi đâu, chị mệt lắm, chị muốn ở nhà nghỉ ngơi. Chị sao thế? Có không bằng anh rể quan tâm chiếu cố em. Tối hôm qua tụi em phải tụ tập đến 2 giờ đêm đấy, chị không thể không đi xem một chút. Mặt Thư Khai tỏ vẻ trách móc. Cô tức giận, làm thế nào có thể xóa hai chữ anh rể trong miệng Thư Khai chứ. Chị, anh rể nói, nếu như em thích âm nhạc đến vậy, có thể đưa em tới Bắc Kinh, mời giáo viên chuyên nghiệp dạy dỗ bổ túc cho tụi em. Hạ Vãn Lộ nghe xong lời này phiền lòng. Âm nhạc, em gái như thế, em trai cũng vậy, đợt này cô thua vì âm nhạc. Cô dỗ Thư Khai một trận. Không cho đi, em đã tốt nghiệp đại học năm 2 rồi à, hả? Không giúp cha mẹ san sẻ trách nhiệm gia đình, cả ngày cứ chơi với cái ban nhạc rách nát, không chịu làm việc gì đàng hoàng, chừng nào mới có thể chính mình trưởng thành chứ? Thư Khai uất ức đưa mắt nhìn Tạ Thần An, lẩm bẩm không phục. Em làm việc này không phải việc chính đáng ư? Âm nhạc chỉ là công việc không chính đáng à? Anh rể cũng không phải là... Cô tức giận giống to. Anh ta không phải anh rể của em. Tạ Thần An thấy thế, nháy mắt với Thư Khai. Thư Khai, đi ra ngoài trước đi, anh và chị em cần nói chuyện. Chương 138, anh và Hạ Hiểu Thần. Hạ Văn Lộ cũng không cho rằng cô và anh có chuyện gì để nói. Sau khi Thư Khai đi ra ngoài, cô chuẩn bị rời đi. Hạ Văn Lộ, em không cần trẻ con thế có được không? Ngay sau đấy, giọng nói của anh vang lên. Trẻ con à? Anh dám nói cô trẻ con. Là ai trẻ con từ Bắc Kinh, trẻ tới Ô Trấn, còn trẻ con tự thuyết tự thoại, mặt dày mày dạn gọi cha mẹ cô là ba mẹ chứ, có mặt mũi nói cô trẻ con. Cô không có ý định đôi co, mặt lạnh tiếp tục đi, thậm chí một cái chân bước ra khỏi cửa. Hạ Vãn Lộ, anh đẩy xe lăn thực nhanh tiến lên, bắt lại cổ tay cô. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cô để mặc anh nắm, sắc mặt càng lạnh lùng. Hạ Vãn Lộ, em có thể phân tách tình cảm riêng tư và tiền đồ em trai em gái rõ ràng được chứ? Thực khai rất tốt, em không thể chỉ vì nhất thời tức giận mà mang tiền đồ của bọn chúng như là chuyện đùa. Cô quay đầu nhìn thẳng vào anh. Em không có đùa giỡn. Đùa giỡn chỉ là anh dùng túng Thư Khai tiếp tục chơi cho ban nhạc mới chỉ là phá hủy tiền đồ của nó. Anh không thể vì muốn đạt được mục đích của mình mà cố tình hướng nó hãm càng sâu. Nó đã 24 tuổi, nó lên học như thế nào là một người nam nhân đội trời đạp đất, như thế nào mới có thể xây dựng sự nghiệp cho gia đình mà không phải cả ngày cứ mê muội mất trí cả. Anh nhíu chặt lông mày. Thì ra là em nghĩ âm nhạc như vậy. Cô mới giật mình, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, quên mất anh cũng là làm âm nhạc. Tạ Thần An, chúng tôi không thể sánh cùng anh, nhưng là con trai trong nhà chúng tôi. Anh có bối cảnh ưu việt, có thể dung túng anh ở bầu trời bao la của âm nhạc, tùy ý bay lượn. Coi như không có thành tích gì, cũng không làm gia đình buồn phiền. Nhưng nhà chúng tôi thì không được, ba mẹ chúng tôi sắp già cả. Những người con như chúng tôi, nhất là con trai, phải học cách trưởng thành, phải biết tự lập, phải học cả những cái cụ thể, học cái gánh vác trách nhiệm chăm lo chăm sóc cha mẹ, không phải chơi những trò biểu diễn không thiết thực này. Cho nên điều Thư Khai cần làm nhất chỉ là kiếm một công việc đàng hoàng kiếm tiền. Anh nhìn cô hơi giễu cợt, khẽ gật đầu. Thế ra trong lòng em, anh vẫn là đại thiếu gia, làm cái gì cũng sai. Tốt thôi, nếu như vậy anh cũng có thể nói cho em biết. Miệng em nói ra nhiều tiếng gọi là trưởng thành, lập nghiệp, phải cụ thể, phải gánh chịu trách nhiệm, không phải là muốn Thư Khai vứt bỏ âm nhạc đi kiếm tiền thôi. Điểm này đại khái em có thể yên tâm. Tạ Thần An anh không thiếu nhất chính là tiền. Có lẽ em rất thanh cao, khi anh đưa tiền, em một cách không đụng đến. Vậy thì để anh và Thư Khai cùng nhau kiếm tiền. Anh đã cùng Thư Khai nói qua, sau khi đi xem biểu diễn của bọn nó, nếu như thấy không tệ, anh sẽ chú tâm bồi dưỡng. Cô đau khổ cao chặt lông mày. Tại sao anh vẫn không hiểu chứ? Cô muốn là cùng anh không có bất kỳ liên hệ nào, làm sao sẽ nguyện ý cho Thư Khai nhờ vả vào anh? Có một Hiểu Thần ở trong tay anh đã là quá đủ rối ren, bây giờ còn thêm một Thư Khai nữa. Tại sao cô lại không biết nhà cô toàn những kỳ tài âm nhạc chứ? Anh cười lạnh, dường như nhìn thấu tâm tư cô. Tâm tư của em, anh hiểu, chỉ là muốn phủi sạch sẽ quan hệ với anh, không muốn Thư Khai và anh có bất kỳ dính líu nào với nhau, đúng chứ? Cho nên anh mới nói em thật trẻ con, bởi vì em không cần vì tiền đồ của Thư Khai mà lo lắng. Em yên tâm, Tạ Thần An anh chơi thanh cao, chơi âm nhạc,
Nhưng xét đến cùng vẫn là người làm ăn, buôn bán lỗ vốn anh tuyệt không làm. Cho nên nếu Thư Khai không có năng lực, anh cũng không bỏ tiền hoang phí, còn làm cho giới âm nhạc chê cười. Còn chuyện của em muốn phủi sạch quan hệ với anh không thể dễ dàng như vậy. Hạ Vãn Lộ, không nên ép anh. Anh nói rồi, đối với em anh tình thế bắt buộc. Cô mơ hồ cảm thấy có cỗ khí lạnh phả sau lưng. Anh muốn thế nào? Anh tỏ ra dáng vẻ thanh cao như vậy, anh giống như là một người khác. Muốn như thế nào? Em cho là thế nào? Nếu như mà anh cao hứng, có thể thành toàn cho tất cả. Nếu như mà anh mất hứng, cũng có thể phá hủy tất cả. Người đó thông minh mà, sẽ hiểu thôi. Cô thực sự chưa từng thấy bộ dáng này của anh xa lạ đến mức cô cảm thấy sợ hãi. Chẳng nhẽ đây mới thực sự là anh à? Vậy thì sự dịu dàng, nhu tình trước mặt cô là mặt nạ của anh Thư. Cô tỉ mỉ suy nghĩ, vô thức lùi lại hai bước. Thành toàn tất cả chỉ là thành toàn cho Thư Khai sao? Hủy diệt tất cả chỉ là phá hủy hiểu thần. Cô cả kinh mở to hai mắt, trong mắt toàn là khủng hoảng. Anh... Sao mặt anh nặng nề? Đừng có anh em nữa, Hạ Vãn Lộ. Anh, em, và nhất định dây dưa đến cùng. Muốn trách, chỉ trách em 5 năm trước chọc lấy anh. Cho nên em không có lựa chọn. Trước làm xong hai chuyện thôi. Thứ nhất, mặc dù lúc trước Ô Trấn đã đến, nhưng không có em bên cạnh, anh không có tâm tình du ngoạn. Hai ngày nay cùng anh đi du ngoạn đi. Thứ hai, ở Ô Trấn vài ngày là được, xong rồi theo anh về Bắc Kinh. Nếu như ba mẹ muốn, có thể cùng lên Bắc Kinh chơi một chút. Dĩ nhiên nếu bọn họ muốn định cư lâu dài ở Bắc Kinh thì cũng được. Chỉ cần mọi người muốn. Chưa từng nghĩ muốn dùng phương pháp giam cầm cô bên người. Nhưng mà có ai nói cho anh biết còn có phương pháp nào khác ư? Anh dường như đã vô phương hết cách. Nhưng nếu để cô rời khỏi mình, anh càng ngàn lần không muốn. Cho nên chỉ có thể như vậy. Tạm thời buộc cô cạnh mình, chuyện sau này từ từ cố gắng bồi dưỡng. Hạ Vãn Lộ cứ như vậy bị anh khống chế. Người trước mắt này là sự dịu dàng của anh đó ư? Là tâm tình của anh đó sao? Tại sao cô nhìn thấy trong mắt anh chỉ có sự tranh đoạt và cố chấp? Cô cảm thấy có cỗ thống khổ, muốn hít thở cũng không thông, giống như là chim bị nhốt trong lòng son. Tạ Tân An, anh đã đáp ứng để em đi. Anh đã nói sẽ thực hiện bất kỳ nguyện vọng của em, bao gồm để em đi mà. Cô nhớ Sa Lâm đã nói như vậy không phải ư? Anh không nói lời nào. Cô lại nhìn thấy trong con ngươi của anh có tia giảo hoạt, chỉ có thợ săn mới có, vờ thả để bắt thật. Thợ săn luôn giờ thủ đoạn không phải ư? Giả vờ cho cô đi, sau đó đi theo, một lần bắt được trọn cả ổ, cả nhà lớn nhỏ đều diệt sạch. Tả Thần An, anh rất lợi hại. Cô cắn môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Dáng vẻ cô nuốt nước mắt vào lòng, anh nhìn thấy càng trỗi lên thương yêu vô hạn. Trước khi đến rốt cuộc cô biết được điểm mấu chốt, anh không biết nên làm gì cho phải. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng kéo cô vào ngực để cô ngồi lên đầu gối mình. Sau đó khẽ hôn gương mặt cô. Được rồi đấy, đừng đau buồn nữa. Anh và Hạ Hiểu Thần cái gì cũng không có. Thật, em đã đồng ý với anh, tin tưởng anh, quên rồi sao? Trên thực tế ngoại trừ em, anh thực không có cảm giác với cô gái nào. Anh nói rồi, cả đời này là em. Anh biến về, dáng vẻ dịu dàng. Chỉ là anh chưa dứt lời, vừa nhắc đến tên Hiểu Thần, cô lại nhớ đến tấm hình kia, cùng hiện tại góc độ giống như đúc. Đầu anh đã cúi thấp như vậy, hôn vào gò má Hiểu Thần. Nhất thời cảm thấy đôi môi của anh dường như làm người ta ghê tởm, mà anh có thể nói dối không chớp mắt, làm cho cô muốn nôn. Thực sự bày ra trước mắt mua nhà cho Hiểu Thần, cùng em ấy ở chung, như vậy mà nói cái gì không có? Hay bởi vì cô xuất hiện anh đá Hiểu Thần? Chuyện này gọi là không có gì ư? Cô vừa đẩy anh ra lại nghe giọng nói của mẹ. Lộ Lộ à, buổi tối. Giọng nói bỗng ngưng bặt. Cô vội vàng quay đầu, chỉ thấy mẹ đứng ở cửa nhìn chằm chằm cô và Tả Thần An, lộ mặt lúng túng. Cô càng lúng túng hơn, bị anh ôm còn bị hôn, còn bị mẹ bắt quả tang. Buông ra. Mặt cô đỏ hồng đến cả cổ. Anh người lại nhàn nhã cười, bố lòng cô nói với Chu Lan. Mẹ à, chú con đã định đi chơi một chuyến. Thư Khai ở đâu ạ? Đã nói sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho con. À, nó đang ở bên ngoài, để ta đi gọi. Chu Lan cũng luống cuống, tìm được cớ lập tức ra ngoài. Anh khẽ nắm tay cô, đi thôi. Thân thể cô cứng đờ đi theo anh, trong đầu một mảnh hỗn độn, dường như là hoàn toàn trống rỗng. Vừa dường như ngập tràn nghi ngờ, tất cả là xua đuổi không được hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu. Cô phải làm gì đây chứ? Rốt cuộc nên làm thế nào? Nếu như cô không chịu nghe lời anh, Hiểu Thần sẽ thế nào chứ? Tỷ đồ bị hủy à? Chuyện này là chuyện nhỏ ư? Hiểu Thần yêu anh như vậy, nếu như anh thực muốn phá hủy Hiểu Thần như đã nói, chỉ là hủy mạng sống của Hiểu Thần. Anh sẽ làm như vậy ư? Có thực không? Trước mắt cô là mảnh mờ mịt.
Tinh thần cô có chút không tập trung, chỉ là bản năng bước theo sự di chuyển của anh. Căn bản là không nhìn thấy cái gì là phía trước. Thẳng tắp đụng phải cằm Thư Khai. Khi đụng trên trán làm cô đau, suýt nữa rơi nước mắt. Nhìn thấy rõ là Thư Khai giận dữ mắng: "Em đi đứng kiểu gì thế hả?" Tạ Thần An nhẹ nhàng cười, kéo cô gần mình, lấy tay nhẹ nhàng vân vê cái trán của cô. "Chính mình đi đứng không để ý đấy, có trách Thư Khai." "Thật tốt, có con anh rể nói lời công bằng." Thư Khai hoàn toàn xem Tạ Thần An là thần tượng, còn giơ một cây đàn mới khoe với cô: "Nhìn xem chị này, anh rể cho em đấy. Chất lượng không ạ? Tốt hơn nhiều so với cái trước của em." Hạ Vãn Lộ cái này không hứng thú, cô không để ý, bộ dạng chẳng qua là mặt mày ủ rũ. "Thư Khai, sao con có thể lấy cái đó của Tả Thiên Sinh?" Ngược lại Chu Lan ra ngoài thấy màn này, liền phê bình con trai, mà biết con gái và Tả Thần An xấu hổ, cho nên không hy vọng mình nợ Tả Thần An quá nhiều. Tả Thần An cười: "Không sao đâu ạ, sáng sớm Sa Lâm mang đến nhà con không chơi cái này, để lại cũng phí." Thì ra sáng sớm cô không thấy Sa Lâm là do chạy đi Hàng Châu lấy. "Cảm ơn anh rể nhá, cảm ơn anh Sa Lâm." Thư Khai vui sướng hài lòng ôm đàn điện. "Cô không chịu đi ư? Làm hướng dẫn viên cho chúng ta, thuận đường đi xem cái ban nhạc rách nát của em rốt cuộc có tài nghệ thế nào." Sa Lâm vỗ vỗ vai Thư Khải cười nói như vậy. Chương 139, nơi có em thì có Giang Nam. Cuối cùng là cùng với anh đi xem biểu diễn của Thư Khai, một nhóm nhạc 5 người có thể được Tế Hạn thưởng thức. 5 người đều rất hưng phấn, biểu diễn cố gắng hết sức. Tạ Thần An sau khi xem hỏi Sa Lâm: "Như thế nào?" Sa Lâm cho đánh giá rất cao: "Cũng không tệ. Nếu như có thể có giáo viên chuyên nghiệp chỉ đạo, lại thêm cái định hướng chính xác, đợi thời gian có thể thành châu báu." Tạ Thần An nghe lộ ra nụ cười mỉm. Điều này ở anh rất ít có. Công ty nhiều ca sĩ như vậy, cho dù ở trước mặt đại minh tinh Kiều Á, từ trước đến nay đều là nhàn nhạt. Cũng chỉ đối với cô, đối với người của cô, anh mới có biểu tình, tình cảm chân thật như vậy. "Đi thôi, hướng dẫn viên du lịch." Anh kêu to với Thư Khai, rất ít khi nở nụ cười vui đùa. "Anh rể, giúp cô thế nào?" Không được chính miệng, Tạ Thần An đồng ý, Thư Khai cuối cùng không yên lòng. Sa Lâm đụng Thư Khai: "Tiểu tướng ngốc này, anh rể cậu cho tới bây giờ chưa từng cười đối với bất kỳ ca sĩ nào." "Thật ư? Vậy chính là được rồi ư?" Thư Khai nhảy cẫng lên. Tạ Thần An nói: "Có được hay không, có phải hỏi chị em nữa." Thư Khai không rõ, ánh mắt hy vọng nhìn Hạ Vãn Lộ: "Chị, liên quan gì tới tôi chứ?" Cô không cho Tạ Thần An sắc mặt tốt, đương nhiên không cho em trai sắc mặt tốt. Thư Khai vô tội nhìn Tạ Thần An. Tạ Thần An than nhỏ: "Chị cậu không tán thành, cậu theo anh đi Bắc Kinh." "Chị, tại sao?" Thư Khai nóng nảy, bốn thành viên khác phía sau cũng gấp. Năm đôi mắt vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm cô, giống như cô trở thành thủ phạm bóp chết tiền đồ và ước mơ bọn chúng. Cả người cô không tự nhiên, ở trước mặt người ngoài cũng không tiện giảng giải Thư Khai, chỉ nhỏ giọng nói: "Chị nói có lợi ích gì chứ, chủ yếu là ý kiến của ba mẹ." Thư Khai lúc này nở ra khuôn mặt tươi cười: "Mẹ nhất định đồng ý, về phần ba, chỉ cần mẹ đồng ý là được." Đúng là mẹ kế đối với con riêng bình thường đều là xin gì được nấy. Hơn nữa, năm người Thư Khai bọn họ đối với âm nhạc bất chấp tất cả, chuyến đi Bắc Kinh này là không cách nào tránh khỏi. Lòng của cô càng ngày càng chìm, chuyến du thuyền sau cùng không có một chút hứng thú. Nắng ấm, sau cơn mưa, ánh mặt trời càng thấy nóng bỏng, Thư Khai lấy một chiếc thuyền chở bọn họ chạy chậm chậm trên sông. Tạ Thần An vẫn lôi kéo tay cô, không muốn giữ khoảng cách với cô, chỉ là cô như con rối mặc anh kéo, đẩy lôi, làm sao cũng không có phản ứng. Giữa dòng nước chảy như con thoi ở cây cầu nhỏ, Tạ Thần An dường như rất có hứng thú, thỉnh thoảng hỏi chút vấn đề về cửa hàng của nhà họ Lâm, về cái bộ phim Lưu Nhược Anh đóng, tất cả cô đều giống như không nghe thấy. Nếu là Thư Khai thay cô trả lời mà anh lại không mất hứng, một lần còn dắt cô ở trên đầu thuyền gió thổi hào hứng dồi dào. Rốt cuộc là hơi thở kinh doanh dài đặc, nhưng quán bar này đặc biệt không thích, nhưng vẫn là phong cảnh tình yêu như vậy, thích hợp với anh, thích hợp với chúng ta. Heo nhỏ này, anh muốn cho em cho chúng ta mưa bụi Giang Nam. Nói xong đôi mắt nheo lại, trăng nõn trên gương mặt ngư lại ánh sáng mỏng nhu hòa. Heo nhỏ, thực ra thì nơi có em thì có mưa bụi, có Giang Nam. Tay cô ở trong bàn tay anh tràn ra mồ hôi bị dịn. Ở Ô Trấn 3 ngày, Tạ Thần An hứng thú đi chơi dồi dào. Ban ngày hay buổi tối đều muốn đi du lịch. Anh đặc biệt thích ngồi thuyền, thích ở đầu thuyền thổi gió sông. Anh nói trong gió sông có hương hoa lài. Khi anh nói lời này, ánh mắt ấm áp ngư nhìn cô. Là hương của cô, hương của gió, nhưng mà cô không biết. Ngày thứ ba, Sa Lâm đặt vé máy bay về Bắc Kinh, tổng cộng 8 vé, trong đó có vé của cô.
Lời anh đã nói xem ra là muốn thực hiện, cô còn có đường khác lựa chọn sao? Buổi tối lúc ăn cơm, Tạ Tần An dắt tay cô kính rượu cho Thư Đại Hưng và Chu Lan. Ba mẹ, con đưa Lộ Lộ và Thư Khai cùng đi, có cam kết nhất định sẽ không để bọn họ chịu khổ. Con sẽ cho Lộ Lộ hạnh phúc, sẽ xem Thư Khai như em trai mình, ba mẹ cứ yên tâm. Thư Đại Hưng là đàn ông tự nhiên qua loa đại khái, chỉ thấy điểm tốt của Tạ Thần An, chỉ thấy bọn họ mấy ngày nay một tấc không cùng rời đi ra ngoài, cho nên tất nhiên yên tâm. Thư Khai đã nói rõ bản lĩnh và gia thế Tạ Thần An với ông, ông càng tự hào vì con gái tìm được người chồng như vậy. Con trai có chỗ dựa vững chắc, vì vậy vui vẻ hớn hở uống ly này. Chỉ có Chu Lan dùng ánh mắt lo lắng nhìn bọn họ. Sau khi ăn xong, ba người đàn ông trong nhà ở bên ngoài tâm tình. Ở phòng bếp, Hạ Bát Lộ giúp mẹ rửa chén. Chu Lan nhân cơ hội hỏi cô: Lộ Lộ, các con hai ngày nay... Hạ Bát Lộ không biết nên nói gì. Cô và Tạ Thần An không có gì thay đổi, chỉ là cô thân mất do kỷ. Cái ngày cô trở về, có lẽ định trước cô phải trở về. Tạ Thần An, rốt cuộc anh là không chịu buông tha tôi. Nhưng làm sao nhẫn tâm để mẹ biết chuyện như vậy chứ? Vì thế ngừng đầu cười: Mẹ à, anh ấy nói không thể không có con. Câu này có lẽ là lời nói thật. Anh ấy nói sẽ vì con cố gắng tranh thủ, không tiếc gì. Câu này chỉ là lời nói dối, chỉ hy vọng mẹ yên tâm, hy vọng mẹ hiểu cô là hạnh phúc rời đi. Chu Lan có chút nghi ngờ: Vậy ư? Cô cố gắng cười: Đương nhiên rồi hả? Mẹ xem, anh ấy đưa Thư Khai cùng đi. Anh ấy đối với con như lời mẹ nói đúng là rất tốt. Thực ra thì hai ngày nay con cũng nghĩ kỹ, con cũng không bỏ được anh ấy. Cô nghe tiếng nước mắt từng giọt chảy ngược, từng giọt đánh vào tim cô đau ê ẩm. Giả vờ thật, thật cũng giả. Chính cô không rõ câu nào là thật, câu nào là giả nữa. Chu Lan cười âm thầm thở dài: À, con à, con trưởng thành rồi. Có một số việc mẹ cũng không thể thay con làm chủ. Hạnh phúc của mình phải tự mình nắm chắc. Mẹ chỉ hy vọng con nhớ kỹ. Mặc dù con là con nhà nghèo, nhưng cũng là bảo bối của mẹ. Mẹ không nỡ để con ở chỗ khác chịu chút uất ức nào. Cho nên nếu như ở Bắc Kinh cảm thấy không tốt, hãy về nhà nhé, trở lại làm bảo bối của mẹ. Dạ, con biết rồi mà mẹ. Cô ôm lấy cổ mẹ, nước mắt phủ làm mờ đôi mắt. Từ phòng bếp ra ngoài, Thư Khai liền nháo bồi ba, đánh hai vòng mặt trượt. Cô thì sẽ không, nhưng vì không muốn mất hứng, vẫn ngồi ở bên người Tạ Thần An. Đã đáp ứng mẹ phải hạnh phúc, thì nhất định phải biểu hiện dáng vẻ hạnh phúc. Cho nên không giống như mấy ngày trước lạnh nhạt. Cũng may là hạnh phúc là cái dạng gì, cô rất quen thuộc, cho nên biểu hiện ra cũng rất chân thật. Chỉ là sự chân thật rất mệt mỏi, rất mệt. Mẹ cắt một đĩa trái cây mang ra, cô dùng tăm găm vào đút vào miệng anh. Lúc đầu anh có chút kinh ngạc, sau đó tiếp tục ăn một miếng, trong mắt không ngăn được hạnh phúc lan ra. Sở Lâm vui mừng ông chủ, nói đùa: Người có vợ chỉ là không giống nhau, hâm mộ và ghen tị quá. Anh càng thêm hí hửng vui mừng, đắc ý, không cho Sở Lâm sắc mặt tốt. Cậu cũng muốn ư? Không muốn sống nữa rồi đấy à? Sở Lâm nhướng nhướng mày, không dám lên tiếng, ngược lại Thư Đại Hưng cười trêu ghẹo: Đúng, có gái lớn không giữ được. Người làm ba như ta đây cũng không có phúc khí tốt vậy. Ba. Cô giả vờ xấu hổ dựa vào người Tạ Thần An cười, chỉ là vì sao khóe miệng cười lại chua xót, lại vừa đau. Chỉ cần cô thoáng đến gần anh, thực sự chỉ muốn một chút xíu, anh giống như bay lên mây. Anh lúc này chân mày khóe mắt, không che giấu chút nào phấn khởi, sung sướng. Thân thể dựa phía sau, cái tay khoác lên bả vai cô, mỉm cười hỏi cô: Đánh lá nào đây? Cô phối hợp bĩu môi: Em không biết. Hai lá này em tùy tiện chọn đi. Anh chỉ bài của mình. Thôi được rồi, nếu muốn diễn cho mẹ xem một cuộc sống hạnh phúc, vậy thì diễn đến cuối. Cô nhặt lên một lá ném ra ngoài. Anh lại cười: Bế bính, hồ đơn cầu, chớ não pháo. Sa Lâm ở nhà dưới anh, đang muốn xem ném bài ra ngoài, suy nghĩ một chút, vẫn là cẩn thận thì tốt. Ông chủ tuyệt đối không thể nào bắt lão trượng nhân và tiểu cữu tử pháo. Cô đơn như anh, hôm nay cùng người nhà này đánh bài chính là đảm đương coi tiền như rác. Hồi được ông chủ rất hung ác, mỗi lần đánh bài thắng của anh chưa bao giờ trả lại. Cô không chịu một chút là anh cầm tiền lương, mặc dù tiền lương cao đến thái quá. Bắt hai vòng là đến Tạ Thần An, anh gật đầu cười một tiếng: Em tới bắt bài cho anh đi. Cô nghe lời bắt một lá, rơi cho anh nhìn. Phúc tinh của anh, bí bính hồ tự sờ, nhà cái của Sa Lâm. Sa Lâm im lặng: Tôi không thắng nổi anh. Nếu không đừng đánh nữa. Tạ Thần An là người thắng lớn tối nay. Cô ngồi bên cạnh trông nom tiền, đã thu một sấp thẻ thực dày, mặc dù một cái thẻ mới có 5 tệ. Chu La cũng lên tiếng: Đừng đánh nữa,
Ngày mai các con phải lên máy bay sớm, nghỉ ngơi sớm chút đi chứ. Thưa Đại Hưng và Thưa Khai làm thực muốn lấy tiền ra, Tả Thần An vội vàng ngăn cản. Người trong nhà đánh chơi, không cần thiết nghiêm túc như vậy, đừng lấy ra. Điều này tất nhiên cầu không được. Vậy mà Tả Thần An không những không thu tiền, còn lấy tất cả tiền mặt trong ví. Nó là thắng tiền cho mọi người điểm tốt. Nhớ tới khách và chủ vui mừng, Gia Lâm đang định từ bên trong chia một phần, bị ánh mắt hung hăng của Tả Thần An ngăn lại. Vì thế Gia Lâm hiểu là mình không thức thời, hậm hực thu tay. Cuối cùng kết thúc rồi, đùa giỡn dễ xong chứ. Hạ Vãn Lộ cảm thấy mệt mỏi, xoay người trở về gian phòng của mình, ngồi xuống trước cửa sổ giảm bớt nỗi bực. Nhưng vừa buông lỏng, sau lưng có tiếng động, rồi có người từ phía sau ôm lấy cô.